mình về một câu thì mình trả được bút
cha bốn mà bốn sao đúng rồi, nhưng mà em thấy coi cái bộ nào cũng được, chết bà biết được chết lì nè anh, làm sao cũng được chứ, cái ông lực nó bự mà to cái cổng bự cây mãn cầu đó bông nó dài. Dạ rồi, ý là ba nhánh thì em lấy cái cây cái hũ có em có làm vậy rồi, cái chưa cái hũ trước rồi lúc mà cái ông con chưa nó chưa nó nở chưa cái tủ lạnh, bỏ vô tủ lạnh em bỏ ngoài, bỏ tủ lạnh ra lấy nhiều ít thì không cần biết, em biết rồi, em bỏ ngoài em sợ nó chắc là tại nó khô bỏ ngoài nó méo, ý là gì cho nên nó không thụ phấn, bỏ vô tủ lạnh, còn nếu mà có bông thả liền á dẹp ra lấy cái trắng ra lấy cái đó ra. Có ai giúp gì nữa không, em tự làm không, nhiều cái phấn đó rồi chiều ra lật cái bông nữa lên đổ cái phấn kéo phấn vô nó có dính vô cái nhụy của nó, cái nhụy tròn đó đó nó dính một hai cái cũng được nữa, như là khoảng hai tuần là nó rụng nó rụng nó ngoài nó cái tròn vậy nè, rồi em biết rồi nhưng mà em không thấy nó lớn, em cái tròn là khi khi tròn một hai tuần nó lớn ba tuần nó lớn thì nó sẽ nổi cái như cái gai vậy đó, của giờ của em nó đỏ, nó đỏ đỏ nó là nó héo rồi không đủ năm đầu tiên hết đó em đừng có lo, như của anh cái gì anh đâu tại biết sao nhiều khi cái nó rủ xuống dày mà em bẻ lên em không có thế, em cái hồi nó gậy giống như em làm mạnh tay quá nó tại vì cái cầu mà nó mà mỏ hai tuần em đỡ đụng đụng nó cũng rớt không, em hiểu rồi nhưng ý em nói dù anh nói anh lật lên anh đổ cái phấn giống như thụ phấn cho nó thì anh phải lật lên em phải giữ giữ em phải giữ rồi em nhét em nhét giữ nha, lật lên giữ em chấm cái đầu cái đó em mới vô cái bông mà để dành á em biết rồi nhưng mà khổ là em lại cứ hay về để về chọt lên đâu lên chọt lên đó chứ bởi vậy nói có thể là em không biết em làm đúng hay làm sai rồi. Đó cho nên em không thấy em tại em nghĩ coi, là coi.